Ok, bắt đầu con nhá. Sàng chưa? Dạ rồi. Ok, nào. Để thầy chia sẻ màn hình trước. Ok, rồi, xin mời con. Hôm vừa rồi là bởi vì hơi sát quá nên thầy chưa gửi bài tập cho con được đúng không? Thì như này đi, hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện, sau đó là từ buổi hôm nay thầy sẽ gửi bài tập nhá. Từ là lát nữa học xong thì thầy sẽ gửi bài tập cho con. Bây giờ thì chúng ta sẽ rèn luyện các cái bài tập liên quan đến phần rút gọn, được chưa? Ok, ngay bây giờ đây. Khởi động bằng một bài nhẹ nhàng nhé Phi Anh nhé. Bài này đi. Nào, con sẽ xử lý cho thầy bài này. Xem là không không có bất cứ cái gì thì sẽ xử lý như thế nào. Xin mời con. Có bị ù không con? Dạ không. Không thì ok. Tại vì thầy để cái quạt nó chiếu vào người nhưng mà thầy để nhỏ thôi. Nên chắc là có thể là sẽ không bị sao. Dạng này thì chắc là con quen thuộc rồi gì. Dạ. Rút gọn biểu thức ở đây ý, thì thực tế là nó chính là đi tính giá trị của các cái biểu thức này. Được không nào? Ok nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào cái con A này. Thầy sẽ vừa làm vừa cùng con xử lý luôn. Câu A này, 3 căn 50 này. Trừ đi 2 căn 75 này. Trừ đi 3 căn 72 này. Và cộng với 4 căn 48. Vậy trong trường hợp này ý, rõ ràng là chúng ta không biết căn 50 bằng bao nhiêu, căn 75 bao nhiêu, căn 72, căn 48. Tất cả những cái số này nó không phải là số chính phương. Nên con nhớ nhá, nếu số chính phương, Vy Anh còn nhớ không? Số chính phương là số như nào? Là các số ví dụ như là 0 này, 1 này, 4 này, 9 này, 16 này, 25 này. Con còn nhớ những cái số này là số chính phương không, Vy Anh? Đã có. Tất cả những số này nếu viết được dưới dạng một dạng bình phương của A, với A là số tự nhiên, tức là A thuộc N, thì tất cả những cái con số này đều được gọi nó là số chính phương. Đúng không con? Vậy trong trường hợp này thì 50, 75, 72, 48 này này đều không phải là số chính phương. Vậy thì ở bài này sẽ nghĩ đến việc đó là như sau. Số 50 ấy, thì chúng ta sẽ tách ra bằng 2 nhân với 25. Đúng không con? Dạ Thì vâng. trong trường hợp này số 25 là số chính phương. À, như vậy là chúng ta sẽ đơn giản được một cái phần căn thức ở trong này. Số 75 thì bằng 3 nhân với 25. Ngon rồi, đây lại có đơn giản được cái thằng số chính phương này. Căn 72 thì số 72 của chúng ta là bằng cái gì nhỉ? Nào, Vy Anh thử kiểm tra cho thầy xem 72 bằng cái gì. Bằng cái Bằng gì? 2 nhân với cả 36 ạ. Chuẩn luôn, 2 nhân 36, 36 là số chính phương. Và cuối cùng là thằng 48 thì bằng 3 nhân 36 đúng không con? Rồi, tốt rồi. Thầy xin lỗi, 3 nhân 16. Nói nhanh quá nên là thầy lại bị sai, đúng không? Ok, vậy thì với cái việc mà chúng ta nhận diện ra được là sẽ cần phải tách những cái thằng này ra thành tích của một số chính phương nhân với một số thừa số còn lại. Vậy thì trong trường hợp này, thằng đầu tiên này, Vy Anh tách ra cho thầy nào. 3 nhân với căn 50 thì căn 50 này tách ra thành là căn của 25 này nhân với 2 đúng không con? Được chưa? Chúng ta cứ bình tĩnh viết chậm lại một dòng không sao hết. 3 nhân với 25 này trừ đi 3 nhân với căn của 36 nhân với 2 này và cộng với 4 căn của 16 nhân với 3 này. Đấy. Nào, Vy Anh tính giúp cho thầy, thằng này bằng bao nhiêu đây? Nó sẽ bằng là 15 căn 2 Chuẩn luôn, tiếp tục trừ. trừ 10 căn 3 Đúng rồi, trừ 10 căn 3, rất chính xác. Tiếp tục đi con. trừ 18 căn 2 cộng 16 căn 3. Đúng rồi, cộng với 16 căn 3. Vậy đến đây thì chúng ta sẽ đi thu gọn những cái thằng nào cùng căn. Thì 16 căn 3 mà trừ đi 10 căn 3 vậy còn dương 6 căn 3 này. Đấy. Trừ 15 mà trừ đi 18 như vậy còn âm
tức là âm 3 căn 2. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Được không con? Dạ. Ok chưa? Rồi ạ. Rồi. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ý B nhá. Ý B này thì theo con là sẽ như thế nào? Nó có căn ở dưới mẫu. Như vậy là chúng ta cần phải trục căn ở dưới mẫu. Được không? Mà trục căn ở dưới mẫu ấy thì bằng cách đó là phải nhân cái thằng mẫu này này với liên hợp của nó. Thì Vy Anh còn nhớ thầy đã từng dạy con là liên hợp rồi, con còn nhớ khái niệm liên hợp không? Thì khi mà ta có được hàng đẳng thức A bình trừ B bình ấy, là cái thằng này là bằng hiệu hai bình phương này, thằng này sẽ bằng là A trừ B nhân với A cộng B. Thì hai thằng này được gọi là liên hợp của nhau. Con hiểu chưa nào? Tức là hai cái thành phần mà nhân với nhau để tạo ra hàng đẳng thức số 3 thì sẽ được định nghĩa nó là liên hợp. Trong trường hợp này ta sẽ sử dụng hàng đẳng thức cho phần căn như sau: A trừ B bằng căn A trừ căn B, đóng mở ngoặc nhân với căn A cộng căn B. Có cái này đúng không con? Tất nhiên là phải có điều kiện, phải có điều kiện. Đó là A này phải lớn bằng 0 này và B cũng phải lớn bằng 0, đúng không con? Ok nhá. Vậy thì bây giờ cái thằng mẫu này cần phải nhân nó thêm bao nhiêu nữa để chụp được cái căn này nhỉ con nhỉ? Nhân thêm bao nhiêu nữa thì chụp được cái căn? Nhân với cả căn 5 cộng căn 3 ạ? Chính xác rồi, căn 5 cộng căn 3, rất tốt. Vậy thì xin mời con chủ động làm, sau đó cho thầy biết kết quả của cả cái câu B này bằng bao nhiêu. Thầy sẽ kiểm tra. Ra chưa con? Dạ rồi. Ừ, lần sau ra là đọc luôn cho thầy nhá. Nào, xem là con cho thầy biết là kết quả bao nhiêu nào. Đọc thử thầy nghe xem nào. Dạ là căn 6 trừ căn 5. Căn 6 trừ căn 5. Ok, để thầy kiểm tra nhá. Nào, bắt đầu. Đầu tiên là cái thằng B này thì muốn tính được nó, tức là cái thằng phân số đầu tiên chúng ta cần phải nhân với liên hợp của nó, tức là căn 5 trừ căn 3 này, đóng mở ngoặc nhân căn 5 cộng căn 3 này. Ở trên tử cũng vậy, là 2 căn 5 cộng với căn 3 này ở trong ngoặc, đúng không con? Trừ đi căn 20 thì thằng này sẽ là tách ra bằng 4 nhân 5, tức là 2 căn 5. Chính xác chưa? Cộng với này, 3 nhân với cái thằng cuối cùng này con nhân cả tử mẫu với bao nhiêu ấy nhỉ? Con nhân với cả là căn 3 trừ căn 6. Ok, nhưng mà con tốt nhất là nên nhân với căn 6 trừ căn 3 thì nó sẽ thuận hơn. Được chưa?
Bởi vì là thằng này hai thằng này cộng với nhau thì chúng ta chọn A bằng bao nhiêu B được, A bằng bao nhiêu B bằng nhiêu được, đúng con? Đúng Dạ chưa? vâng. Vậy thì chúng ta chọn thằng này thì nó sẽ ra một kết quả dương, thì nó sẽ cảm thấy nó dễ tính toán hơn một tí. Ok? Nào, hai thằng này nhân với nhau bằng bao nhiêu đây? Thằng là thức số 3. Căn 5 trừ căn 3 đóng mở ngoặc nhân căn 5 cộng căn 3. Thằng này sẽ bằng là gì? Thằng này bình phương lên là căn 5 mũ 2 trừ căn 3 mũ 2, tức là bằng 5 trừ 3 đúng không con? Vậy bằng 2. Ok. Dạ. Như vậy cái mẫu số này bằng 2 mà 2 với trên tử thì thầy chém luôn đi nhá. Vậy thằng này thực tế nó chỉ còn lại căn 5 cộng căn 3, đúng chưa con? Dạ vâng. Trừ đi 2 căn 5 này. Đấy. Sau đó cộng này. Cái thằng đằng này thì là chúng ta nhẩm nhá. Căn 3 cộng căn 6 nhân căn 6 trừ căn 3 thì thằng này sẽ được là 6 trừ đi 3, tức là bằng 3. Đúng không con? Dạ. Thế thì 6 trừ 3 thì bằng 3, 3 này chém với 3 ở trên, như vậy thực ra nó còn lại như thế này, đúng không Vy Anh? Dạ đúng rồi. Ok, hai thằng này chém đi. Thằng này với thằng này chém đi một lần, vậy nó bằng căn 6 trừ căn 5. Đáp án của con chính xác tuyệt đối. Ok, được chưa? Tốt. Ok. Rồi, nào xử lý câu C của đây. Câu C trước đi. Con viết đầu bài câu C đi. Dạ chưa. Đang ở bước cuối rồi ạ.
Thành công chưa con? Dạ, chắc là thành công rồi đấy ạ. Vậy kết quả bao nhiêu đây? Trừ 2 căn 2 ạ. Trừ 2 căn 2. Như này đúng không? Nào, ok, thử nhá. Thằng đầu tiên này chúng ta phải làm xuất hiện được bình phương ở trong căn, đúng không con? Để Dạ phá cái vâng. căn ra bằng cách là 3 cộng 2 căn 2 thì nó chính là bằng căn 2 cộng với 1 đóng ở ngoặc bình phương. Ok. Được chưa? Trừ đi này. Cái thằng đằng sau này là 17 trừ 2, 12 căn 2. Con có nhẩm được ngay không? Nó sẽ chính là bằng một thằng là 3 và một thằng là 2 căn 2 đúng không? Trừ 2 Dạ căn đúng rồi. 2 đóng ở ngoặc bình phương. Trừ đi 5 căn 2 này. Đấy. Vậy đến đây ta bằng như sau. Thằng này sẽ chỉ tuyệt đối của căn 2 cộng 1. Trừ đi chỉ tuyệt đối của 3 trừ 2 căn 2. Và trừ đi 5 căn 2. Vậy đến đây ta sẽ được như sau này. Thằng này dương chắc rồi nên là phá cả chỉ tuyệt đối thoải mái. Vậy là căn 2 cộng 1 này. 3 với 2 căn 2 thì 3 với 2 căn 2 cách nhẩm. Nếu trong trường hợp mà con quen dùng máy tính thì con ấn máy tính ra xem thằng này hiệu nó bằng bao nhiêu. Thế còn nếu mà làm quen rồi thì 3 bình phương lên bằng 9 này, thằng này bình phương lên bằng 8. 9 lớn hơn 8 dẫn tới là 3 lớn hơn 2 căn 2, đúng không? Cái này là tại sao có cái này là sở dĩ xuất phát từ cái việc là A lớn hơn B dẫn tới là căn A lớn hơn căn B. Con nhớ chứ, cái này nó là cái phần lý thuyết rất cơ bản của cái phần, tức là bài tập cơ bản của cái phần ngay sách giáo khoa, những cái phần đầu tiên về phần căn bậc 2 ấy. Nhớ đúng không Dạ vâng. con? Ok, vậy đến đây nhá. Vì thằng này là dương cho nên chúng ta giữ nguyên đó là trừ đi 3 cộng với 2 căn 2 và trừ đi 5 căn 2. Được không? Vậy đến đây ta có này, 1 trừ đi 3 là âm 2, chính xác. Căn 2 cộng 2 căn 2 là 3, 3 trừ 5, vậy nó là 2 căn 2. Đáp án của con chuẩn rồi, ok, rất tốt. Rồi, câu D thì sao đây? Câu D thì bây giờ mới bắt tay làm đúng không? Dạ vâng. Ok, làm ngay xem nào.
Sao rồi? Dạ chắc là còn 2 bước nữa. Hai bước nữa cả. Dạ. Xong rồi ạ. Ok, kết quả nào? Cho thêm suy 5 nghĩ. cộng 3 căn 2 ạ. 5 cộng 3 căn 2. 5 cộng với 3 căn 2. Rồi, kiểm tra xem như nào nhá. Đầu tiên, ở trong cái D, biểu thức D này của chúng ta là có tật 1, 2, 1, căn nhỏ này, căn lớn này, căn lớn hơn này, có 4 cái căn tất cả. Nguyên tắc của cái việc mà tính giá trị biểu thức này bao giờ cũng phải đi tính cái căn ở trong cùng, đúng không con? Nó là cái chỗ Dạ này trước, chuẩn chưa? Ok, vậy đến đây ta có này, đầu tiên nhá, thầy giữ riêng nguyên lại chỗ này, 13 cộng với 30 căn của 2 cộng với ở đây của chúng ta cái căn trong cùng này này là phải xuất hiện được bình phương của một tổng, đó chính là 2 căn 2 cộng với 1 đóng vào ngoặc bình phương. Ok chưa? rồi ạ. Rồi, vậy đến đây ta có D bằng căn của 13 giữ nguyên này cộng với 30 nhân với căn của 2 cộng với chỗ này là trị tuyệt đối. Thế nhưng mà vì nó dương nên chúng ta lấy luôn nó là 2 căn 2 cộng với 1 phá như thế này ra. Được chưa con? Đặt trở lại một tí. D bằng này 13 cộng với 30 nhân với căn của 3 cộng 2 căn 2. Được không? Cái thằng này thì lại tiếp tục làm bình phương tiếp. Xuất hiện bình phương của một tổng tiếp. Vậy là 13 này cộng với 30 nhân với căn của căn 2 cộng 1 đóng vào ngoặc bình, đúng không Vi Anh? Dạ đúng rồi. Thằng này thì lại trị tuyệt đối nhưng mà vì nó dương chắc rồi cho nên là D của chúng ta đến đây sẽ bằng như sau này. 13 cộng với 30 nhân với căn 2 cộng 1. Và đến đây thì chỗ này sẽ tách ra thành là 43 cộng với 30 căn 2. Được không con? Dạ. Ok chưa? Thế thì 40 với cộng với 30 căn 2 số này thì hơi to nên là phải nhẩm chậm lại tí. 30 căn 2 như vậy suy ra là tích của A nhân B sẽ bằng là 15 căn 2 này. Thế còn A bình cộng với B bình thì sẽ bằng là 43. Vậy chắc là cái phức tạp nhất là cái này. Đúng không con? Dạ. Cái này thì sẽ tách ra là bằng một thằng là xem nào. Một thằng là 25 và một thằng là 18 à, đúng không? Đúng Chuẩn không? rồi. 25 với 18 tức là một thằng là bằng 5 và một thằng là bằng 3 căn 2 đóng vào ngoặc bình phương có căn ở ngoài. Như vậy kết quả cuối cùng là 5 cộng 3 căn 2 của con chuẩn luôn. Ok. Tốt. Rồi, rất chính xác.
Ôi, con làm vào vở chưa hay là mới chỉ làm ở nháp? Dạ làm bao giờ vở rồi ạ. Ok, vậy xong rồi. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang bài số cái bài trên này thực ra nó là bài 1 nhá, nhưng mà bởi vì thầy copy cả cái hình cho nên là đây là bài số 1 thôi. Được không? Bài số 1 sửa cho thầy này. Rồi ok, bài số 2. Bài số 2 nội dung như sau. Cho biểu thức. Thầy sẽ lấy đầu bài nhá. Dạ. À đây, ok, lấy luôn ở đây cho nó nhanh. Ok, xin mời con. Nào, xử lý cho thầy bài này. Bắt đầu chuyển sang rút gọn biểu thức rồi. Không còn là đơn giản như cái bài kia nữa. Bài kia chỉ là bài đầu tiên khởi động thôi. Bây giờ Vy Anh cho thầy hỏi là cái này con có tự tin mình làm ok rồi không? Dạ cái này thì con đã học từ hồi hè rồi ạ. À, học ở trên trường nhỉ? Dạ học cô chủ nhiệm dạy thêm ạ. À, ok, tốt. Nào, xin mời con. Ở đây chỉ có là thầy sẽ rèn con thêm một chút về cái cách trình bày thôi. Nhưng mà thực ra như thế này này. Ở lớp 8 thì thực ra thầy đã từng dạy con cách trình bày đối là với việc rút gọn một biểu thức mà chưa có các phân thức đại số rồi. Đúng không? Cho nên là ở lớp 9 này thì nó chỉ khó hơn một chút là ở chỗ là nó có các cái căn thức thôi. Chứ còn về cách trình bày là giống hệt như lớp 8. Rồi, xin mời con. Bước đầu tiên, nó bảo như thế này. Nó bảo chúng ta là cần phải tính giá trị của A với x bằng thế này đúng không con? Chuẩn chưa? X bằng thế này ý, thì nếu thay cái thằng này mà vào chỗ nào có chữ x thì bó tay chấm com luôn. Nên thực ra là thằng này sẽ phải làm xuất hiện được bình phương của một hiệu. Đọc luôn cho thầy với, thằng này nó bằng cái gì đấy? Bằng cái gì nào? Bình phương của một hiệu hai số là hai số nào? Cái này mà nếu mà Vy Anh làm theo kiểu của thầy buổi trước ý, nó sẽ nhanh hơn đấy. Thầy đoán là nó sẽ nhanh hơn cái kiểu nhầm của con. Nhưng mà thôi, con cứ làm quen kiểu gì thì con làm quen một kiểu thôi cũng được. 4 này trừ đi 2 căn 3 thì trong trường hợp này ta có hai số là tích thì bằng căn 3. Thế còn đâu tổng bình phương thì sẽ bằng 4. Cho nên thực ra thằng này chính là bằng căn 3 nhân với 1. Được không? Vậy thì thằng này sẽ chính là bằng căn 3 trừ 1 đóng mở ngoặc mũ 2. Đúng không Vy Anh? Ừ, đúng ạ. Ok. Vậy đến đây chúng ta sẽ đi thay cái thằng này vào tất cả những chỗ nào có chữ x thay vào đây. Vậy đến đây thì bài này sẽ trình bày lại cho con một chút nhá. Nào, bài giải này. Trong trường hợp này thì ta có như sau. Với x bằng 4 trừ 2 căn 3 thỏa mãn điều kiện xác định. Điều kiện xác định này này. Đấy. Cho nên là ta thay vào biểu thức A. Ta thay vào biểu thức A. Và ta sẽ được như sau. Ta có. Chỗ nào có A thì thay vào. Tuy nhiên là với cái này là ở trên chúng ta có thêm một bước nữa cho con viết cho thầy nhé. Ta có này. X ở trên này thêm một bước nữa này. Ta có x bằng 4 trừ 2 căn 3. Thằng này sẽ bằng là căn 3 trừ 1 đóng mở ngoặc mũ 2. Đấy. Thì đến đây ta có như sau này. Đầu tiên là viết cái phân số ra. 2 nhân với x. Thì đến đây x ở đây chúng ta lại thay lại chỉ là 4 trừ 2 căn 3 thôi con nhá. Sau đó là trừ đi 3 căn x. Thì 3 căn của căn 3 trừ 1 đóng mở ngoặc bình phương này. Đấy. Sau đó là còn trừ 2 nữa hạ nguyên xuống. Dưới này là căn x trừ 2. Thì đây là căn của căn 3 trừ 1 đóng mở ngoặc 2 trừ đi 2. Vậy nếu làm bình thường ấy thì đây là cách làm bình thường nhá, nhưng tí nữa thầy sẽ lưu ý Vy Anh có một cách nữa làm nhanh hơn một chút. Không biết Vy Anh có biết không? Chỗ này này, chúng ta nhân ra là 8 trừ đi 4 căn 3 trừ đi 3 nhân với căn 3 trừ 1 và trừ đi 2 trên từ. Dưới mẫu này là căn 3 trừ 1
đóng mở ngoặc trừ đi 2, đúng không con? Vậy Dạ. đến đây ta bằng như sau này. 8 mà trừ đi cộng 3 là 11, 11 trừ 2 vậy là trên này còn dương 9 nhá. Trừ 4 trừ 3 là vậy là trừ 7 đúng không? Trừ 7 căn 3. Được không con? Ok Dạ chưa? đúng. Ở dưới mẫu này của chúng ta là gồm có những cái gì? Trừ 1 trừ 2 vậy là căn 3 trừ 3. Được không con? Dạ. Ok. Đến đây ý, thì chúng ta không dừng lại như này được đâu. Mà bắt buộc phải làm sao nhỉ? Phải trục căn ở dưới mẫu. Không bao giờ để căn ở dưới mẫu như này nhá. Vậy phải nhân với liên hợp của thằng này. Liên hợp của thằng này chính là căn 3 cộng 3 được không? Dạ đúng. Ok. Vậy thầy sẽ lấy 9 trừ 7 căn 3 này. Đóng mở ngoặc nhân với căn 3 cộng 3. Nếu thằng dưới mẫu nhân với thằng này thì sẽ chính là bằng 3 trừ đi 9. Ok. Dạ. Rồi. Đến đây ta bằng này. Chúng ta phải nhân tung cái thằng này ra. 9 căn 3. Con xem thầy nhân có bị sai không nhé. 9 căn 3 này. Trừ đi 21 này. Cộng với 27 này. Trừ đi 21 căn 3 này. Tất cả trên âm 6. Đến đây nhẩm nhá. 21 với 27. Một thằng âm, một thằng dương này là thành dương 6. Đúng không? Trên tử này sẽ là dương 6 này. Ở dưới mẫu, trên tử này 9 mà trừ 21. Tức là trừ đi 12 căn 3. Tất cả trên âm 6. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng là 2 căn 3 trừ đi 1. Hiện, ok không ạ Vy Anh? Dạ có. Rồi. Nhưng con thấy làm này có vất vả không? Dạ rất là. Vất vả đúng không? Ok. Vậy con có nghĩ làm một cái cách nào khác không? Có nghĩ đến cách nào khác không? Cái làm như cách của thầy vừa nêu ra này này, nếu mà tính toán của con mà chưa thật sự là hoàn hảo ấy, rất có thể dễ bị nhầm. Đúng không? Dạ có. Vậy bây giờ Vy Anh nhìn giúp cho thầy xem ở trên tử ấy, cái thằng 2x trừ 3 căn x trừ 2 này này, thầy viết lại cho con nhìn nhá. Nhìn này, 2x này trừ đi 3 căn x trừ 2. Thằng này nếu như thầy con coi là căn x này là t thì thằng này sẽ là 2t mũ 2 trừ đi 3t trừ đi 2. Con nhìn thằng này cảm nhận là nó có phân tích được thằng này thành nhân tử không? Chắc là được. Được. Vậy thầy sẽ tách nó thành nhân tử như sau, nhìn này. 2x giữ nguyên trừ đi 4 căn x sau đó cộng với căn x trừ đi 2. Đây là một cặp, đây là một cặp. Được không con? Và thằng này sẽ tách ra được là 2 căn x ra ngoài làm thừa chung. Trong ngoặc còn lại căn x trừ 2 cộng với căn x trừ 2 nữa. Như vậy đã nhìn thấy thằng này là chung chưa con? Rồi ạ. Vậy đây chính là thừa số chung đặt ra ngoài. Trong ngoặc còn lại 2 căn x cộng với 1. Ok. Cái thằng này với cái thằng ở trên này sao nó có trông giống nhau thế nhỉ? Thằng này này với cái thằng này này giống nhau không? Đã có. Vậy giống nhau mà x của chúng ta thì lại khác 4, có nghĩa là căn x trừ 2 khác 0. Vậy chia cả tử và mẫu cho thằng căn x trừ 2, thực tế biểu thức A của chúng ta chỉ còn lại cái này thôi. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Thế cái thằng này mà bây giờ con thay căn x nó bằng cái thằng này, căn của thằng này bây giờ có đơn giản không? Có ngon lành ngon hơn hẳn không? Có. Rồi, ok. Vậy thì câu A này chúng ta sẽ trình bày lại như sau nhá. Thầy sẽ trình bày lại cho con một chút như sau. Trình bày như bài thi nó sẽ như thế này này. À, nhìn. Ta có x bằng 4 trừ 2 căn 3. Thằng này sẽ bằng là căn 3 trừ 1 đóng mở ngoặc mũ 2. Đến đây ta có như sau. Xét biểu thức A bằng 2x trừ đi 3 căn x trừ đi 2 chia cho căn x trừ 2. Thằng này sẽ bằng như sau. Thầy sẽ biến đổi thằng tử một tí. Nó là 2x trừ đi 4 căn x cộng với căn x trừ đi 2. Dưới mẫu vẫn là căn x trừ 2 thôi. Và thằng này sẽ bằng tiếp 2 căn x nhân với căn x trừ đi 2 cộng căn x trừ đi 2. Đóng ngoặc vào. Và đây là căn x trừ 2. Vậy đến đây suy ra biểu thức A của chúng ta bằng 2 căn x cộng với 1 đóng mở ngoặc căn x trừ đi 2 và chia dưới mẫu là căn x trừ đi 2. Vậy thằng này sẽ bằng 2 căn x cộng với 1. Được chưa con? Ok chưa? Như vậy chúng ta lại biến đổi thằng này một chút. Đến đây bắt đầu ta có này, với x bằng 4 trừ 2 căn 3 thỏa mãn điều kiện. Được chưa? Nên ta thay vào biểu thức A. Ta thay vào biểu thức A. Và thầy thay vào thì thầy được như sau. A bằng 2 căn x
đích của chúng ta là 4 trừ 2 căn 3 đúng không? Đấy, sau đó cộng với 1 thì thằng này sẽ bằng 2 căn của căn 3 trừ 1 đóng ở ngoặc mũ 2, sau đó cộng với 1. Và đến đây ta được là 2 nhân trị tuyệt đối của căn 3 trừ đi 1 con nhá. Cái này nhớ là phải viết trị tuyệt đối này, sau đó cộng với 1, sau đó phá tung ra là bằng 2 căn 3 trừ đi 2 cộng với 1. Và kết quả cuối cùng của chúng ta là 2 căn 3 trừ đi 1. Kết quả này có giống như kết quả đúng vậy thầy làm theo cách thứ nhất không? Dạ có. Đấy. Như vậy rõ ràng ở đây là thầy làm như thế này vẫn đúng. Nhưng cách này rõ ràng là dễ thực hiện hơn. Đúng chưa con? Dạ. Ok, rồi con chữa cái này đi. Chữa nhanh, chữa xong thì lập tức làm cho thầy câu B. Câu B mà muốn làm được ý, thì đầu tiên là con cần phải đi rút gọn biểu thức B trước. Vậy thì Vy Anh phải làm cho thầy thật chính xác. Rồi, xin mời con. Con đã rút gọn xong B chưa? Dạ rồi ạ. À, ok. Tốt. Bây giờ thử tìm xem cho thầy xem là câu B tìm ra x thỏa mãn B bằng A cộng 1 như thế nào.
Cô bé x bằng bao nhiêu nào? X bằng 9. X bằng 9 à? Ok, để thầy thử xem nào. Nào, bây giờ bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ đi xem là con làm là chính xác tuyệt đối hay chưa. Rồi, bình tĩnh. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi xét biểu thức B trước đã. Ta có này. Ta có biểu thức B của chúng ta thì bằng như sau: căn x mũ 3 trừ đi căn x cộng với 2x trừ 2 tất cả trên căn x cộng 2. Thì đến đây ta sẽ nhận diện được là cái thằng căn x mũ 3 này này, nó đặt được căn x ra ngoài làm thứ chung, đúng không? Chuẩn chưa? Vâng. Ngoặc lại được x trừ 1 đấy, cộng với 2 lại nhân x trừ 1 tiếp. Ồ, như vậy đã xuất hiện được nhân từ chung. À, nhân từ chung của chúng ta đây. Thế còn dưới mẫu thì là căn x cộng 2 viết là. Vậy suy ra là biểu thức B của chúng ta sẽ bằng là căn x cộng 2 đóng mở ngoặc nhân x trừ 1 dưới mẫu là căn x cộng 2. Và rõ ràng thằng này đơn giản chỉ còn lại là x trừ 1 thôi, đúng không con? Ok. Rồi, đến đây ta có như sau này. À, với x lớn hơn hoặc bằng 0 chấm phẩy x khắc 4 và x khắc 9 thì b bằng a cộng với 1 dẫn tới suy ra, thay b vào là x trừ 1. Thế còn bằng a ở đây thì a của chúng ta sẽ chính là cái kết quả lúc trên, là nó bằng là hai căn x cộng với 1, đúng không con? Sau đó là cộng thêm với 1 nữa, đồng ý chưa? Vậy đến đây ta sẽ chuyển sang là gì? X trừ 2 căn x trừ đi 3 bằng 0. Và cái này, bước này làm tương đương bằng cách là chúng ta sẽ phải làm phân tích đa thức hình nhân từ, đúng chưa con? Dạ vậy vâng. x trừ đi 3 căn x này cộng với căn x này trừ đi 3 này bằng 0, và lập tức xuất hiện được nhân từ ngay, đó chính là tương đương với căn x trừ 3 đóng mở ngoặc nhân với căn x cộng với 1 bằng 0. Thế nhưng cái thằng này thì nó dương chắc rồi, nên điều này sẽ dẫn tới là ta sẽ tìm ra được là căn x trừ 3 sẽ bằng 0, tương đương con nhá. Và điều này tương đương với là căn x sẽ bằng 3. Và vậy x sẽ bằng 9. X bằng 9 này có thỏa mãn hay không nhỉ? Dạ có. Thật không? Dạ thật. Thật á? Nhìn đây, nhìn đây. Ấy, nhìn thấy gì đây? Có nhìn thấy gì không? Đầu bài này nó cố tình nó cho chúng ta thêm một cái điều kiện mà thực tế là điều kiện x khắc 9 này ấy, thì trên đầu bài không hề cần, đúng không con? Con có hiểu không? Thế nhưng mà đây là cái người ra đề ấy, là người ta cố tình cho thêm cái thằng x khắc 9 vào để nhằm mục đích là ở chỗ này chúng ta sẽ loại nó đi. Con hiểu không nào? Loại. Hoặc vì không thỏa mãn điều kiện. Ok? Con hiểu ý đồ của người ra đề chưa? Như vậy cái thằng x bằng 9 này giải ra rất vất vả là x bằng 9. Tuy nhiên lại bị loại đi. Cho nên là những bạn nào mà kết luận là vậy x bằng 9 thì thỏa mãn b bằng a cộng 1 là sẽ không được điểm tối đa, mà cùng lắm được rất ít điểm. Con hiểu chưa? Dạ. Đấy, như vậy nhớ nhá. Luôn luôn phải nhớ đến bước kiểm tra điều kiện. Nhớ chưa?
Vâng. Ok, rồi. Như vậy trong trường hợp này câu B của chúng ta thực tế là không có giá trị của x thỏa mãn. Không có giá trị của x thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Được chưa con? Thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Xong. Nào, câu C. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C bằng B trừ A. Thì đầu tiên, câu này thì chúng ta sẽ thầy với con cùng xử lý. Nào, bình tĩnh nhá. Đầu tiên là ta phải có này. Ta có C bằng B trừ A. Chúng ta sẽ đi tìm B trừ A trước. B trừ A thì sẽ bằng là gì đây nhỉ? X trừ 1 này. Trừ đi A tức là trừ đi 2 căn X. Trừ đi 1. Được không con? Và như Vâng. vậy dẫn tới là biểu thức C của chúng ta sẽ bằng là X trừ 2 căn X. Trừ đi 2. Nào, Vy Anh cho thầy hỏi bài này con còn nhớ kiến thức tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức mà sử dụng hằng đẳng thức A cộng B tất cả bình hoặc A trừ B tất cả bình ở lớp 8 không? Nếu Dạ nhớ vâng. thì bài này ngon lành luôn. Nào, xin mời con. Bài này thầy nhớ là năm ngoái thầy dạy cũng khá kỹ cho con. Tìm được chưa? À, được, chắc là được rồi đấy ạ. Ừ, vậy thì giá trị nhỏ nhất trong trường hợp này bằng bao nhiêu đây? Là -3. Chính xác. Tốt. Trong trường hợp này ý, thì để mà làm được cái này thì con cần phải nhớ lại cái lý thuyết như sau. Biểu thức C của chúng ta này nó sẽ có dạng là nếu mà bằng một cái thằng A nhỏ nào đấy, không biết A là dương hay âm nhá, nhân với x này cộng hoặc trừ một cái gì đó, ví dụ như là cộng với b, sau đó mũ 2 lên, ngoài ra còn với cộng thêm một cái thằng em nhỏ nào đó. Thì ở đây chúng ta quan tâm đến những điều như sau. Nếu a mà dương tức là hệ số của nó là dương ấy, thì dẫn tới là toàn bộ cái chỗ thằng này a nhân với x cộng trừ b đóng bằng một bình phương này, con nhớ lại này, thằng này sẽ luôn luôn lớn bằng không đúng không ạ Vy Anh? Chuẩn Dạ chưa? Vậy dẫn tới là C của chúng ta sẽ bằng một thằng lớn bằng 0 mà cộng thêm M. Vậy thằng này sẽ lớn bằng M. Dẫn tới đây sẽ chính là giá trị nhỏ nhất. Được chưa con? Ok Dạ. chưa? Đấy. Thế còn trường hợp nếu A mà bé hơn 0, ví dụ như A bằng âm 2, âm 3, âm 4, vân vân gì đó. Thì một số âm nhân với bình phương hoặc là tổng bình phương hoặc là bình phương của một hiệu, bình phương một tổng, bình phương một hiệu luôn luôn bé hơn bằng 0. Mà bé hơn bằng 0 thì C sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là M. Điều này dẫn tới đây là trường hợp giá trị lớn nhất. Lý thuyết này con nhớ chứ? Chắc là nhớ thì mới thành công ở trên cái bài trên này đúng Dạ. không? Ok. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cụ thể cái trên này bằng cách làm xuất hiện bình phương của một tổng
hoặc bình phương một hiệu, và chốt lại luôn là nó là bình phương của một hiệu, đúng không con? Dạ. Ok, vậy thì xong rồi. Ta sẽ có được như sau này. C bằng tương đương với C bằng x trừ 2 căn x cộng với 1. Cộng với 1 để làm gì? Để ba cái thằng này sẽ xuất hiện được bình phương của một hiệu. Cộng 1 thì phải trừ giảm 1, tức là thành trừ 3. Và đến đây sẽ được là căn x trừ 1 đóng ở ngoặc bình phương trừ đi 3. Và đây là kết quả của biểu thức C sau khi biến đổi. Đến đây thì ta nhận diện như sau. Ta có này. Căn x trừ 1 đóng mở ngoặc mũ 2 luôn luôn lớn bằng 0 với mọi giá trị của x. Nhưng mà phải là thỏa mãn điều kiện con nhé. Thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện là cái trên này này này. Đấy, nhìn thấy chưa? Lớn bằng 0 và x khác 4, x khác 9 này này. Phải nhấn mạnh vào cái điều này nhé. Nó lớn bằng 0 với mọi giá trị của x. Thỏa mãn điều kiện. Điều này dẫn tới suy ra căn x trừ 1 đóng ở ngoặc bình phương trừ đi 3 sẽ luôn luôn lớn bằng âm 3. Cũng là với mọi giá trị của x luôn. Với mọi giá trị của x cũng là thỏa mãn điều kiện. Đấy. Thế nhưng mà cái thằng bên này đấy chính là C đúng không con? Vậy điều Dạ này dẫn tới vẫn dẫn tới là đi đến kết luận là gì? Điều đó suy ra là C min là bằng trừ 3. Và dấu bằng xảy ra. Phải xét dấu bằng xảy ra nhá, thiếu cái này là bị mất điểm đấy. Dấu bằng xảy ra khi khi nào? Khi mà thằng này bằng âm 3, tức là dấu bằng ở đây xảy ra. Dấu bằng ở đây xảy ra, tức là ta sẽ có được nào? Bằng âm 3 này là dấu bằng ở đây xảy ra, đây xảy ra dẫn đến đây xảy ra. Vậy dẫn tới ta có được là căn x trừ 1 sẽ phải bằng 0. Điều này sẽ tương đương với việc căn x bằng 1. Và con giải ra được là x bằng 1 đúng không? Dạ X bằng 1 này thì rõ ràng là có thỏa mãn điều kiện rồi. Bởi vì trên này là lớn hơn bằng 0 khác 4 khác 9. Vậy đi đến kết luận nhé. Vậy này. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức C là âm 3 khi x của chúng ta bằng dương 1. Được chưa con? Ok vâng. chưa? Rồi, ok, tốt rồi. C nhận giá trị là âm 3 khi x bằng dương 1. Ok. Rồi, nếu mà con chưa chữa thì con chưa làm vào vở thì con chữa. Còn nếu chữa xong rồi thì chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Đã xong rồi ạ. Ok. Rồi, bài tiếp theo thôi. Bài tiếp theo của chúng ta đầu bài như sau. Rồi, xin mời con.
Rút gọn B xong chưa? Xong rồi ạ. Ok, rút cái B xong rồi. Tốt. B thử đọc cho thầy xem B bằng bao nhiêu nào. Căn x trừ 4 trên căn x ạ. Căn x trừ 4 trên căn x. Ok, nghe phải hợp lý đấy. Nào, vậy thì chúng ta sẽ xử lý ngay thật nhanh xong câu A, câu B trước nhá. Thì câu A này tính giá trị của A khi x bằng 25. Vậy thì con phải biết nó là với x bằng 25. Thì mở ngoặc thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện. Sau đó là ta thay vào biểu thức A, được chưa? Ta thay vào này, biểu thức A. Thì trong trường hợp này ta sẽ có được A của chúng ta bằng 25 cộng với căn của 25 cộng với 1. Dưới mẫu của chúng ta sẽ là căn 25 trừ đi 4. Và thằng này sẽ bằng là 31. Đúng không con? Dạ vâng. Được chưa? Ok, vậy đây là câu A. Đến đây nhớ kết luận nhá, đừng thiếu kết luận. Vậy A bằng 31 khi x của chúng ta bằng 25. Nhớ đấy, câu này mà thiếu là bị trừ mất 0,25 điểm đây này. Chưa? Cả cái này được có 0,5 mà lại trừ xứ mất 0,25, thế còn ý nghĩa gì nữa? Ok chưa? Dạ. Rồi ok, câu B. Rút gọn biểu thức B thì vậy đầu tiên là con sẽ nói là với điều kiện gì đó, tức là x lớn hơn 0 này, x khác 4 này và x khác 16 này. Thì biểu thức B được biến đổi như sau. Nhớ nhá, cái form này thầy trình bày cho con rất nhiều lần rồi. Được biến đổi như sau. Sau đó chúng ta sẽ đi rút gọn biểu thức B. À, B của chúng ta bằng như sau này. Căn x trừ 1 trên căn x trừ 2 cộng với 5 căn x trừ 8 trên 2 căn x trừ đi x. Vậy đến đây thì chắc là con làm chính xác nên con sẽ phát hiện ra được cái thằng sau này. Đặt căn x ra ngoài làm thừa số chung ta được 2 trừ căn x, đúng không? Đúng Chưa? Không? Nhưng mà cái thằng này thì nó lại là số đối của cái thằng này. Đấy. Vậy thì cần phải nghĩ đến việc là chúng ta đưa nó về giống nhau. Vậy ta được là căn x trừ 1 này trên căn x trừ 2 này. Đổi dấu thằng này nhá, là 5 căn x trừ đi 8. Dưới mẫu này sẽ là căn x nhân với căn x trừ 2. Đồng ý không con? Đã. Rồi, đến đây thì ta sẽ làm luôn một lèo như sau. B bằng. Thầy sẽ lấy mẫu số chung, chính là căn x nhân với căn x trừ 2. Trên tử này ta sẽ có được là căn x nhân với căn x trừ 1. Sau đó trừ đi 5 căn x trừ đi 8. Dưới mẫu là căn x nhân căn x trừ 2. Vì hai mẫu số này đã giống hệt nhau rồi nên thầy đặt được căn x nhân căn x trừ 2 ra là mẫu số chung. Mẫu thức chung, xin lỗi. Hai thằng này nhân với nhau là x trừ đi căn x trừ đi 5 căn x và cộng với 8. Vậy biểu thức B của chúng ta bằng như thế này. Đến đây thì chúng ta sẽ tách nó ra là x trừ đi 2 căn x trừ đi 4 căn x và cộng với 8 này. Dưới mẫu là căn x nhân căn x trừ 2. Và như vậy trên tử thầy sẽ được là căn x trừ 2 nhân căn x trừ 4. Dưới mẫu là căn x nhân căn x trừ 2. Chém hoa quả. Vậy được còn căn x trừ 4 trên căn x. Đáp án của con chuẩn luôn. Được chưa nào? Ok, rất tốt. Rồi, vậy thì với cái đáp án này thì chúng ta đi đến kết luận này. Vậy với x lớn hơn 0 chấm phẩy x khác 4 và x khác 16 thì B của chúng ta sẽ rút gọn ra bằng là căn x trừ 4 trên căn x. Nhưng mà hình như cái câu này nó không phải là bảo rút gọn B sao nhỉ? À, có rút gọn B. Xin lỗi con. Sau đó câu C. Câu C này thì con đã suy nghĩ chưa? Có biết cách làm không? Đang làm. Đang làm, ok. Thử làm cho thầy xem nào.
Ô xe này thì con định hướng như thế nào? Vấn đề là con có biết cách xử lý nó không đã? Dạ có ạ. Vậy thì định hướng của con là như thế nào? Nói thì nghe xem nào. Con Mình vẫn sẽ về A nhưng B trước. đồng ý, đầu tiên là phải A nhân B trước để tìm xem C bằng bao nhiêu đúng không? Sau đó như nào nữa? Con sẽ test B trừ 2. Chính xác, ok. Đấy chính là cái ý tưởng ở cái câu này. Vậy thì trong trường hợp này con nhìn nhá. Nghe này. Cái ý tưởng của cái câu C này này, thì trước hết là để thầy kéo này là xuống dưới này một tí cho nó không bị mất chữ. Rồi, ok. Ở đây lý thuyết là như thế này. Nếu mà chúng ta lý thuyết này, hay là còn gọi là cơ sở để xử lý cái bài này, thì ta có như sau: nếu nó yêu cầu chúng ta đi so sánh P với một cái giá trị M nào đó, đúng không con? Thì bài này chắc chắn là phải đi làm cái cách mà hay làm nhất, thông dụng nhất, đó là xét hiệu của P trừ đi M, đúng không con? Sau khi xét hiệu rồi thì nếu này, nó sẽ xảy ra các khả năng như sau: nếu mà cái hiệu P trừ M này này và dương, điều này dẫn tới là P lớn hơn M. Thế còn nếu P trừ M mà bằng 0 ấy, thì dẫn tới là P bằng M.
Thế còn trường hợp còn lại, đương nhiên P trừ M mà âm dẫn tới là P sẽ bé hơn M, được không con? Đây là cái lý thuyết hay dùng nhất. Thế còn bên cạnh đó thì bài này sẽ còn một cách nữa, đó là sử dụng bất đẳng thức Cauchy để làm. Con biết bất đẳng thức Cauchy không? Thầy đã từng hướng dẫn rồi đúng không? Dạ vâng. Thì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn cái bài bài này theo cái cách của Cauchy. Vậy thì lý thuyết này con nắm được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cụ thể đi xem nó như thế nào nhá, bằng cách như sau này. Đầu tiên ta có này. Ta có biểu thức P của chúng ta là bằng A nhân B. Vậy đến đây thay vào x cộng căn x cộng với 1 trên căn x trừ đi 4 nhân với B, mà B của chúng ta là căn x trừ 4 trên căn x. Đúng không con? Chuẩn chưa? Vậy thì đến đây ta sẽ được là gì? Bằng này, x cộng căn x cộng với 1 trên căn x. Đấy, đây là biểu thức P của chúng ta. Thế thì đến đây ta sẽ đi xét hiệu của P với 2. Thì ta sẽ có định như sau, P trừ 2 sẽ bằng này, x cộng căn x cộng với 1 trên căn x trừ đi 2. Và sau khi trừ đi thì ta sẽ quy đồng lên, ta sẽ được là x trừ đi căn x cộng với 1 trên căn x. Bây giờ Vi Anh làm chắc qua bước này rồi gì? Dạ vâng. Ok, đến đây thì thầy sẽ có được như sau này. Thầy sẽ phải đi chứng minh rằng thằng này là nó lớn hơn 0. Thầy nhận diện được thằng này là dương. Vậy chúng ta sẽ chứng minh như sau nhé. Suy ra là P trừ 2 sẽ bằng x trừ căn x cộng 1 phần 4 cộng với 3 phần 4. Tức là thầy đang tách cái tử này ra, nó thành là xuất hiện hàng đẳng thức bình phương của một hiệu. Con nhận diện được chưa? Dạ vâng. Đến đây sẽ được là căn x trừ đi 1 phần 2 đóng bằng ngoặc bình phương này cộng với 3 phần 4 này, tất cả trên căn x. Thì ta nhận diện được đến đây rồi thì gần như là xong rồi. Đến đây ta có như sau này. Ta có căn x trừ đi 1 phần 2 tất cả bình phương thì luôn luôn lớn bằng 0 với mọi x, với mọi x thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện. Thế thì điều này dẫn tới suy ra là căn x trừ đi 1 phần 2 tất cả bình cộng với 3 phần 4 là dương chắc. Được chưa con? Ok chưa? Yeah. Và x của chúng ta là theo điều kiện của đầu bài là x dương, dẫn tới là căn x của chúng ta cũng dương. Và điều này tử và mẫu cùng dương, nên suy ra P trừ 2 sẽ bằng là căn x trừ 1 phần 2 tất cả bình phương cộng với 3 phần 4. Dưới mẫu là căn x thì thằng này dương chắc, và cũng là với mọi x thỏa mãn điều kiện. Với mọi x thỏa mãn điều kiện. Đến đây suy ra là gì? P trừ 2 mà dương dẫn tới P sẽ lớn hơn 2. Vậy đi đến kết luận là P lớn hơn 2 con nhá. Được không con? Được chưa? Đấy, đấy là cách làm. Thế còn bây giờ thầy sẽ hướng dẫn con thêm một cái phương án nữa, đó là sử dụng bất đẳng thức Cauchy để làm. Thì bất đẳng thức Cauchy là nó như thế này. Nhắc lại lý thuyết một tí này. Đầu tiên là bất đẳng thức Cauchy trước đã. Cauchy lý thuyết như sau. Cho hai số AB không âm. Nhớ là không âm nhé. Không âm tức là nó luôn luôn lớn bằng 0. Đấy. Thế thì ta sẽ có được là A cộng B sẽ lớn bằng 2 lần căn của AB. Và đây được gọi là bất đẳng thức Cauchy. Được chưa? Thế còn cái bất đẳng thức này theo Vi Anh cho thầy hỏi, thằng này liệu có phải là bất đẳng thức Cauchy không? Theo con cái tay phải này có phải là bất đẳng thức Cauchy không? Dạ, hình như cũng là có đấy. Cái này nhá, tuyệt đối không phải. Thằng này sẽ không phải là bất đẳng thức Cauchy đâu. Tại sao? Thì con nhìn này. Bất đẳng thức Cauchy, lưu ý, nó chỉ dùng khi mà các số AB không âm. Được chưa? Tức là AB của con mà nhận giá trị là âm ấy, thì bó tay chấm com luôn, sai bét. Bởi vì sao? Nó không tồn tại cái căn AB. Hiểu chứ? Dạ. Thế còn cái thằng này này, thầy hỏi nhá. Cái thằng này thầy sẽ chứng minh cho con thằng này sẽ tương đương bằng cách là A bình này cộng B bình này trừ 2AB lớn bằng 0 này. Điều này sẽ tương đương với việc cái thằng này có phải là A trừ B tất cả mũ 2 không? Dạ có. Thì thằng này lớn bằng 0. Cái này có đúng không? Dạ không. Không không không. Thầy đang hỏi là cái này có đúng không đã? À dạ có. Đúng đúng không? Cái thằng này dạ, đúng. Vâng. Nhưng thằng này thì nó lại đúng với mọi AB. Hiểu không con? Dạ. Còn thằng bên này đúng thì đúng với cái gì? Với mọi AB nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy bây giờ con đã thấy rằng là hai thằng này nó khác nhau chưa? Khác nhau chưa? Đấy, nó khác nhau ở cái điều kiện. Ở bên tay phải này thì đây được gọi nó là hệ quả của bình phương của một hiệu.
tức là từ bình phương một hiệu luôn luôn lớn bằng không, và điều này nó chứng minh ra nó dẫn tới cái thành này. Thế còn bất đẳng thức cosi là chỉ dùng cho các số không âm, nên thằng bên tay phải tuyệt đối nhớ nhá, con dùng thì vẫn dùng được nhưng tuyệt đối không được nói là bất đẳng thức cosi, hiểu chưa? Đấy, nhớ đấy. Cho nên là khi dùng nó thì được dùng thoải mái, nhưng không được gọi tên nó là bất đẳng thức cosi vì nó không phải. Hiểu chưa? Rồi. Vậy đến đây thầy sẽ dùng cosi cho con nhìn này. Nhìn này. Có phải là ở trên ta có là P bằng là X cộng căn X cộng với 1 trên căn X đúng không? Dạ vâng. Thằng này thầy lấy từ chia cho mẫu. X mà chia cho căn X là còn căn X. Căn X chia cho căn X là còn 1. 1 trên căn X này là cộng 1 trên căn X. Ok. Thầy sẽ đi ghép thằng đầu tiên với thằng cuối cùng lại với nhau. Cho nó vào trong ngoặc, sau đó cộng với 1. Đến đây thì con nhìn này, áp dụng bất đẳng thức cosi cho hai số căn x và 1 trên căn x. Được chưa? Đã thầy vâng. áp dụng như sau. Hai số cộng lại với nhau thì sẽ lớn bằng 2 lần căn của tích hai thằng. Vậy có căn, và cho căn này trong đó là có tích của hai thằng, tức là căn x nhân 1 trên căn x. Ok không con? Dạ có ạ. Thì cái thằng trong 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 này là bằng bao nhiêu đây? Thằng này bằng bao nhiêu? Nó bằng bao nhiêu? Chém hai thằng này đi này con này. Nó bằng bao nhiêu? Bằng 1 đúng không? Vâng. Vậy thì ở trên này của chúng ta nó sẽ chính là bằng 2 căn 1, tức là bằng 2. Được chưa? Được chưa? Rồi ạ. Ờ, thế mà biểu thức P của chúng ta thì lại bằng cái thằng này. Đây, đây P đây. Thế thì con có nhìn thấy là cái thằng ở đầu tiên này, thằng này nó sẽ lớn hơn bằng bao nhiêu đây? Cái thằng hai thằng ở trong trong ngoặc này cộng lại với nhau thì lớn bằng 2 đúng không? Dạ vâng. Sau đó lại cộng thêm với 1 nữa, tức là nó thằng này sẽ bằng 3. Điều đó dẫn tới suy ra P sẽ lớn hơn bằng 3. Và vì P lớn hơn 3, suy ra P sẽ lớn hơn 2. Ok? Dạ. Hiểu chưa? Rồi ạ. Thì cái việc mà sử dụng bất đẳng thức cosi trong trường hợp này nó sẽ rất thuận lợi khi mà nó hỏi câu hỏi như sau. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức P, của biểu thức P bằng A nhân với B. À, con hiểu được câu hỏi này không? Dạ có. Trong trường hợp này thì biểu thức P có nhận giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu? P nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Hả? Vì anh. Giá trị nhỏ nhất của P thì có phải chính là P là cái thằng này đây đúng không? À, P đây. Thế giá trị nhỏ nhất của nó thì có phải nó là đoạn này không con? Đây này, đây này. Đấy, 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 đấy. Bao nhiêu đấy? Nhỏ hơn bằng 3 hả? Không phải nhỏ hơn bằng 3. Lớn hơn hoặc bằng 3, như vậy là giá trị nhỏ nhất của nó chính ở đây này, hiểu chưa? Dạ vâng. Đấy. Như vậy là trong bài này để nó bảo rằng là so sánh P với 2, tốt nhất là con đi làm cách làm truyền thống, đó là đi xét hiệu P trừ 2. Ok chưa? Dạ. Thế còn nếu mà bài này mà nó thay đổi câu hỏi là bằng là tìm giá trị nhỏ nhất thì chúng ta làm cosi nhanh hơn hẳn. Con hiểu chứ? Dạ. Đấy, ok. Rồi, con thích bổ sung cái này vào trong vở thì bổ sung. Còn nếu cảm thấy không cần thì chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Hiểu hoàn toàn không? Hiểu rồi ạ. Ok. Đã xong rồi ạ. Ok, tốt rồi. Vậy bây giờ xin mời con chuyển sang bài tiếp theo cho thầy. Bài tiếp theo của chúng ta như sau. Ok, nào, nhanh. Cho con 5 phút để làm câu AB.
Dạ chưa. Dạ rồi ạ. Ok, đọc thử thầy xem kết quả nào. Biểu thức P của chúng ta bằng bao nhiêu? Dạ ra là 3 trên 3 căn x trừ 1 ạ. P bằng 3 trên 3 căn x trừ 1. Như này hả con? Dạ vâng. Thử xem nào. Nào, thử nhá. Chúng ta sẽ câu A này thì thầy sẽ tính thật nhanh xem nó bằng bao nhiêu này. Thầy sẽ không viết lại theo cái form nữa nhá. Chỉ Dạ có là vâng. thay vào là 3 căn với 4 cộng với 1. Dưới mẫu này là 4 cộng với căn 4 thì sẽ bằng là 3 nhân 2 là 6 cộng 1 là 7, trên từ là 7 này, dưới mẫu là 6 đúng không con? Vậy là 7/6 nhá. Ok. Dạ. Câu B của chúng ta. Thì để rút gọn được biểu thức P thì phải đi tìm xem biểu thức B bằng bao nhiêu trước đã. Vậy ta có này với này, x dương này và x khác 1/9. Thì ta sẽ đi xét biểu thức P của chúng ta. Ta có biểu thức P sẽ đi bằng rút gọn nó trước, sau đó nhân với A sau. Vậy thầy sẽ viết lại, thầy sẽ viết thật nhanh này. Rồi, 9x trừ 1 này chính là tách ra được là bằng là 3 căn x trừ đi 1, đóng mở ngoặc nhân với 3 căn x cộng 1 đúng không Dạ vâng. con? Ok, vậy đây chính là mẫu thức chung. Vậy thì điều đó dẫn tới là biểu thức P của chúng ta sẽ bằng nhân cả tử và mẫu với của thằng đầu tiên ấy, với nhân tử phụ còn thiếu, đó chính là 3 căn x trừ 1 đóng mở ngoặc nhân 3 căn x cộng 1. Vậy trên tử ta sẽ phải nhân thêm với 3 căn x cộng 1. Trừ đi. Thằng này sẽ nhân thêm với là 3 căn x trừ đi 1. Dưới mẫu là 3 căn x trừ 1 đóng mở ngoặc nhân 3 căn x cộng 1. Phân số cuối cùng thì giữ nguyên, không cần phải làm gì cả. Chỉ cần viết mẫu ra là 3 căn x trừ 1 nhân với 3 căn x cộng 1 mà thôi. Vậy, B của chúng ta sẽ là như sau. 3 căn x trừ 1 này, 3 căn x cộng 1 này. Nhân tung luôn nhá. Thằng đầu tiên là hai thằng này nhân với nhau, vậy là bằng 3x. Trừ 3 cộng 1, vậy là trừ 2 căn x. Trừ đi 1, đấy là tử của thằng thứ nhất. Trừ 3 căn x cộng 1 là tử thằng thứ hai. Và cuối cùng là cộng 8 căn x là tử thằng thứ ba. Vậy thầy còn được trên tử nó sẽ bằng là gì đây? 3x này trừ 2 trừ 3 cộng 8, như vậy là còn dương dương 3 dương 3x đúng không? Đúng không con? Trừ 1 cộng 1 hết. Vậy ta sẽ đặt được trên tử này ra là thừa số chung đấy. Vậy ta có là 3 căn x trừ 1 này. Dưới mẫu là 3 căn x cộng 1. Vậy thằng này kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ là 3 căn x nhân với căn x cộng 1 chia 3 căn x trừ 1 đóng mở ngoặc nhân 3 căn x cộng với 1. Chuẩn không Vy Anh? Thầy ra cái biểu thức B này rút gọn bằng này chuẩn không con? Dạ có ạ. Ừ. Vậy đến đây ta sẽ nhân thêm thằng A vào đây nữa nhá. Vậy thầy sẽ nhân thêm thằng A vào đây này. Rồi xóa cái này đi. Kết quả rút gọn là ok rồi. Vậy thì ta sẽ có được biểu thức P này bằng A nhân B. Vậy đến đây ta thay vào 3 căn x cộng 1. Dưới mẫu này là căn x nhân căn x cộng 1. Nhân với trên tử là 3 căn x nhân với căn x cộng 1. Dưới mẫu là 3 căn x trừ 1 nhân với 3 căn x cộng với 1, chém hoa quả thoải mái luôn. Chém, chém. Được chưa? Chém, chém. Vậy kết quả của thầy là 3 căn x. À xin lỗi, trên tử bỏ cả căn x đi, chỉ còn 3 thôi. Đây, kết quả cuối cùng đây. Giống hệt của con, đúng không? Ok, Cảm tốt rồi. ơn. Rồi, như vậy đây chính là rút gọn của biểu thức P của chúng ta. Xong, tốt. Nào, bây giờ làm cái câu cuối cùng. Tự mở cửa đi nhé. Ok. Ủa, bếp mở cái cửa kia ra được mà. Không có
Đấy. Nào, trong trường hợp này câu C làm như nào đây? Dạ, câu C thì Biểu thức P của chúng ta đây đúng không dạ vâng. con? P đây. Thế mà nó bảo rằng là 1 trên P đạt giá trị nhỏ nhất. Vậy thầy sẽ đi tìm xem 1 trên P bằng cái gì trước. Thì nó đây. Đấy. Vậy đến đây thì ta có như sau nhá. Với x dương này, tìm x nguyên thì ta có này. À, điều kiện là theo theo đề bài. Theo đề bài. Thì x của chúng ta là phải lớn hơn 0 và x khác 1/9 đúng không con? Thế mà x của chúng ta lại là nguyên. Nên suy ra là x sẽ phải lớn bằng 1. Vậy đúng không? Chuẩn chưa? Dạ, chuẩn rồi ạ. Ừ, x lớn bằng 1. Và nếu mà x lớn bằng 1 thì ta sẽ có được là gì? Dẫn tới là gì? Suy ra là căn của x sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Dẫn tới tiếp tục căn x trừ đi 1/3 sẽ lớn hơn hoặc bằng 2/3. Được không con? Dạ vâng. Dẫn tới suy ra 1 trên p min bằng 2/3. Ok? Hiểu chưa? Dạ. Và dấu bằng xảy ra khi nào là chính là tìm ra được x đấy. Thì dấu bằng trong trường hợp này ta sẽ có được dấu bằng này. Dấu bằng xảy ra khi căn x của chúng ta bằng 1, hay điều này sẽ tương đương với nó chính là gì đây con? Chính là x của chúng ta bằng bằng 1 con nhá. Dạ. Được chưa? Rồi, đấy xong. Hiểu chưa ạ? Dạ. Ok. Rồi, con chữa thật nhanh đi để chúng ta chuyển câu tiếp theo nào. Xong rồi ạ. Ok. Vậy thì con sẽ làm với thầy bài tiếp theo như sau. Thôi, làm cho thầy bài này đi. Bài này là bài đề thi của một trường cấp 3. Nhưng mà đề này cũng khá là hay. Nên là thầy sẽ lấy được bài nhé. Con chờ thầy một chút. Ok, đầu bài đây rồi. Nào, đi cho thầy đầu bài như sau. Cho biểu thức A. Cho biểu thức A bằng 2 căn x cộng với 3 chia cho 5x trừ đi 10 căn x. Đây là biểu thức A. Và biểu thức B thì bằng 2 trên căn x trừ 2 cộng với 3 trên 2 căn x cộng 1 trừ đi 5 căn x trừ đi 7 chia cho 2x trừ 3 căn x trừ 2 ở dưới mẫu. Và với điều kiện đầu bài đã cho là với x dương và x khác 4. Câu A của chúng ta yêu cầu như sau: rút gọn B. Câu B
là tìm x, tìm x sao cho biểu thức C thì bằng B chia cho A, nhận giá trị nguyên. Nhận giá trị nguyên. Cái này không biết là ở câu B này thì Vy Anh đã từng làm cái bài nó có câu hỏi như thế này chưa? Dạ, ở trên lớp có dạng như thế này rồi ạ. Ok, vậy thì con xin mời con chủ động làm.
Sống chưa view anh ơi. Hạ xong câu A rồi ạ. Xong câu A. Rồi tiếp tục cố gắng lên thế nào. Dạ xong rồi ạ. Ok. Vậy x của con là bằng bao nhiêu? Dạ nó sẽ con tính ra là nó sẽ là 5 căn x trên 2 căn x cộng 1. À, không, thầy đang hỏi là cái câu B này thì con tìm ra x bằng bao nhiêu? Đã tìm ra được x chưa? Dạ x bằng 1 phần 9. Ok, chuẩn, chính xác. Nào, quan sát nha. Rút gọn B thì trong trường hợp này thầy sẽ nhận diện được cái thằng này này là 2x trừ đi 3 căn x trừ 2. Thằng này chính là bằng tách ra thành là căn x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với 2 căn x cộng 1, đúng không con? Dạ vâng. Ok, vậy đây ta có luôn như sau nhá. Với này, x dương và x khắc 4 thì biểu thức B, mình sẽ đi biến đổi biểu thức B trước. Biểu thức B được biến đổi như sau. Được biến đổi như sau. Và viết lại biểu thức B. B bằng 2 trên căn x trừ 2 cộng với 3 trên 2 căn x cộng với 1 trừ đi 5 căn x trừ đi 7. Dưới mẫu của chúng ta sẽ là căn x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với 2 căn x cộng với 1. Và mẫu thức chung chính là nó bằng như sau. Căn x trừ đi 2 này nhân với 2 căn x cộng với 1 này đóng mở ngoặc vào. Như vậy là nhân tử phụ chính là thằng này. Vậy phải nhân thêm nó vào cả tử nữa, đúng không con? Cộng với 3 nhân với căn x trừ 2 dưới mẫu là căn x trừ 2 đóng mở ngoặc 2 căn x cộng với 1. Được chưa nào? Và trừ đi 5 căn x trừ 7 dưới mẫu là căn x trừ 2 nhân với 2 căn x cộng với 1 giữ nguyên. Rồi xong, đến đây bằng. Vì ba thằng này đã cùng mẫu rồi nên chúng ta giữ nguyên mẫu nhé. Là căn x trừ 2 này nhân với 2 căn x cộng với 1 này. Được chưa? Nhân tung ra này. 2 với 2 là 4 căn x cộng với 2 cộng với 3 căn x trừ đi 6 trừ 5 căn x cộng với 7. Vậy rút gọn nó cho thầy, trên tử còn lại bao nhiêu đây? 3 cộng 4 là 7 trừ 5, vậy còn 2. Vậy là 2 căn x trên tử này. 2 trừ 6 cộng 7 là 9. 9 trừ 6 vậy là trừ đi 3, đúng không? Đúng không? À dương 3, xin lỗi, 2 căn x cộng với 3. Dưới mẫu là căn x trừ đi 2 nhân với 2 căn x cộng với 1. Đến đây thì ta sẽ có được biểu thức C thì bằng B chia cho A. Vậy 2 căn x cộng với 3 trên căn x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với 2 căn x cộng với 1 chia cho A, thì chúng ta viết lại A nhé. A trên này bằng bao nhiêu đây? 2 căn x cộng 3. 2 căn x cộng với 3. 5x trừ đi 10 căn x. Và đến đây thầy sẽ được như sau.
chia là nhân nghịch đảo. Vậy 2x, 2 căn x cộng với 3 này, dưới mẫu là căn x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân 2 căn x cộng với 1 nhân thằng này, thì trên tử, cái thằng này vứt lên trên tử thầy đặt luôn là thừa số chung ra con nhá. Dạ. Là 5 căn x này nhân với căn x trừ 2 này, dưới mẫu là 2 căn x cộng với 3, rồi chém hoa quả, chém chém này, căn x trừ 2 với căn x trừ 2 hết. Vậy thằng này sẽ ra được kết quả cuối cùng là 5 căn x trên 2 căn x cộng với 1, đúng không con? Dạ, ok chưa? Rồi ok, chính xác tuyệt đối. Vậy bây giờ thầy hỏi con là ở đây sử dụng phương pháp gì để làm cái thằng này đây? Tìm x như thế nào để cho thằng này nhận giá trị nguyên đây? Phương pháp gì? Cô giáo con dạy thì có hướng dẫn là phương pháp tên gọi là gì không? Dạ. Phương pháp là gì? Nghe đến tên phương pháp này bao giờ chưa? À. Phương pháp tên gọi như sau. Nhốt chó vào chuồng. Nghe này bao giờ chưa? Nhốt chó vào chuồng là như thế nào? Có nghĩa là cái biểu thức C của chúng ta vừa tính ra được là bằng 5 căn x này trên 2 căn x cộng 1, đúng không con? Dạ vâng. Vậy thì nhốt chó vào chuồng tức là coi như trong trường hợp này con chó chính là C. Đấy. Mà khi nhốt vào ấy, để mục đích làm gì? Tức là chúng ta giới hạn cái giá trị của cái thằng C này. Thầy sẽ tìm xem C này sẽ nhỏ hơn và lớn hơn bao nhiêu. Thầy gọi thằng này là M đi và thằng này là N đi, đúng không con? Dạ vâng. Thế thì nếu mà nó tìm ra được cái đặc điểm của như thế này thì có nghĩa là cái chuồng của con chó này nó sẽ là bắt đầu từ giá trị là M và đến giá trị là N. Ok? Thế Dạ. Nhưng mà C của chúng ta thì lại là C nguyên. Bởi vì nó bảo là nhận giá trị nguyên mà. Thế C nguyên ấy mà lại thêm điều kiện này nữa thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được C của chúng ta là bao nhiêu. Con hiểu ý thầy không? Dạ có. Mà tìm ra được C thì sẽ tìm ra được X. Đấy. Như vậy cái ý tưởng của bài này đó chính là gì? Là bắt buộc phải bằng mọi cách đi tìm xem C của chúng ta nằm trong miền giá trị nào. Vậy bài này nó ngoài cái tên gọi là nhốt chó vào chuồng ra, nó còn có một tên gọi khác nữa. Đó gọi tên nó là miền giá trị. Được chưa con? Ok chưa? Rồi ạ. Vậy thì ta có miền giá trị nó như thế này này. Ta có như sau nhá. Ta có là điều kiện của chúng ta là bài này là gì nhỉ? X dương à? Đúng không? Dạ vâng. X dương nên căn x có dương không con? Dạ có. Căn x dương và 2 căn x cộng với 1 cũng dương luôn. Ok? Dạ. Từ hai điều này dẫn tới là C của chúng ta là bằng 5 căn x trên 2 căn x cộng với 1. Vậy phân thức này có tử dương và mẫu dương, vậy C lớn hơn 0. Được chưa? Dạ vâng. Vậy thầy đã tìm ra được M của chúng ta là bằng 0. Ok? Dạ. Bây giờ tìm nốt được N nữa thì xong gì? Vậy ta có nhá. Tiếp tục này, C bằng này. 5 căn x trên 2 căn x cộng với 1. Thầy hỏi này, thì con có làm theo cách giống như thầy này không? Dạ có. Vậy thì làm nào để tìm được N bây giờ? Làm nào để tìm ra được C nhỏ hơn bao nhiêu? Con làm thế nào? Con chỉ làm này cái bước là như nào? Bây giờ nhá, thầy con còn nhớ là ở lớp 8 ấy, thì thầy nhớ là thầy đã từng hướng dẫn con có một cái phương pháp nó gọi là phương pháp đặt gạch. Tức là cái viên gạch của chúng ta chính là cái thằng giấy mẫu này, con nhìn thấy không? Con nhớ cái phương pháp phải không? Ở lớp 8 thầy nói với con đây là ZY gạch đấy, con nhớ không? Đã có. Vậy thì viên gạch của chúng ta là 2 căn x cộng 1. Đến đây ta sẽ được như sau, con nhìn này. Thầy sẽ làm xuất hiện viên gạch ở trên tử. Được chưa? Bằng cách như sau. Muốn xuất hiện được 2 căn x cộng với 1 thì chúng ta sẽ phải nhân với một cái lượng nào đó để nó bằng 5 căn x. Vậy thầy xin phép đó là nhân với 5 phần 2. Được không con? Dạ được. Ở đây 5 phần 2 nhân với 2 căn x thì nó bằng là 5 căn x. Đẹp rồi. Tuy nhiên là chúng ta đang cần phải cộng thêm một cái lượng, đó chính là 5 phần 2. Con hiểu chứ? Dạ có. Vậy phải trừ giả lại là trừ đi 5 phần 2.
sau đó là chia cho viên gạch ở dưới mẫu giữ nguyên. Vậy đến đây ta sẽ được là bằng 5 phần 2 nhân viên gạch với viên gạch. Vậy gạch viên gạch đi, ta còn lại 5 phần 2 trừ đi 5 chia cho 2 nhân với 2 căn x cộng với 1. Ok, hoàn toàn không con? Đã có. Rồi, vậy nhìn nhá. Bản thân cái thằng mà thầy đang bôi xanh này này, con có nhận diện gì với thằng này? Có phải thằng này luôn luôn dương không? Đúng rồi. Nó là dương chắc luôn. Thế nhưng mà ở đây là 5 phần 2 trừ đi một số dương. Vậy đến đây ta sẽ có nhận diện như sau. Vì 5 trên 2, 2 căn x cộng với 1 thì thằng này chắc chắn là dương đúng không con? Nên này, C của chúng ta là bằng 5 phần 2 trừ đi một thằng dương. Vậy theo con thằng này sẽ làm sao? Thằng này là dương mà một số 5 phần 2 trừ đi một số dương. Vậy thằng này chắc chắn là bé 5 phần 2. Ok? Dẫn tới suy ra C của chúng ta nhỏ 5 phần 2. Vậy thầy đã tìm ra được N rồi đấy. N của chúng ta chính là bằng 5 phần 2. Ok? Vâng. Hiểu chưa? Thế rồi con làm, con làm có ra kết quả giống thầy như này không? Như này không? Của con thì con chặt như thế nào? Biên giá trị này tức là chính là phương pháp chặn đấy, nó còn có tên gọi đơn giản hơn và ấy, có một thầy cô, một số thầy cô giáo sẽ gọi tên này, nó gọi là phương pháp chặn hay còn gọi là biên giá trị được. Nhưng biên giá trị này thì lên cấp 3 mới hay dùng cái tên này. Thế còn ở cấp 2 thì gọi nó, tên gọi của thằng này nó gọi là phương pháp chặn con nhá. Phương pháp chặn. Chặn có nghĩa là chính là chặn đầu chặn đuôi. Và nó chính là cái tên gọi là thầy giống như cái thằng này này. Đấy, thầy gọi tên này cho con dễ nhớ, nhốt chó vào chuồng, nhớ chưa? Dạ. Vậy đến đây ta có được điều gì? Có phải là thầy sẽ có được là C của chúng ta là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5 phần 2 đúng không con? Dạ vâng. Mà C của chúng ta là gì nhỉ? Thuộc Z, nhận giá trị nguyên. Điều này suy ra C của chúng ta chỉ có thể là một trong hai giá trị. Tức là C của chúng ta sẽ thuộc tập hợp gồm có giá trị 1 và giá trị 2, đúng không con? Dạ. Thế thì nếu C bằng 1, thầy sẽ thay vào, thầy sẽ tính ra được C, à tính ra được X, đúng không con? Con có làm giống như thầy không? Vâng, thầy có làm giống. À, ok. Vậy đến đây ta có nhá. Nếu C bằng 1, nếu này C bằng 1 thì ta có được là 5 trên 5 căn x trên 2 căn x cộng với 1 sẽ bằng 1. Và điều này sẽ tương đương với nhân thằng này lên. Vậy thầy được là 5 căn x sẽ bằng là 2 căn x cộng với 1. Tương đương với việc thầy vứt 2 căn x sang bên này. Vậy ta có được 3 căn x sẽ bằng 1. Và sẽ giải ra được ngay là căn x bằng 1 phần 3. Tương đương với việc là x sẽ bằng là 1 phần 9. Đúng chưa con? Dạ, và vâng. Thằng này rõ ràng là thỏa mãn. Đấy, thỏa mãn. Thế còn trường hợp thứ hai, đó là nếu mà C của chúng ta bằng 2, điều này dẫn tới tìm ra được là 5 căn x trên 2 căn x cộng với 1 sẽ bằng 2. Thầy giải tương đương luôn nhá, là 5 căn x sẽ bằng là 4 căn x cộng với 2. Tương đương với là tìm ra được căn x bằng 2, hay nói cách khác là x sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 4 đúng không? Dạ. Nhưng thật không may, x bằng 4 này như thế nào ấy nhỉ? Không thỏa mãn ạ. Đúng rồi, x bằng 4 này thì lại mở ngoặc ra không thỏa mãn điều kiện. Thầy viết tắt này thôi nhá, trong bài kiểm tra tuyệt đối không viết tắt đâu đấy, hiểu chưa? Không thỏa mãn điều kiện. Vậy đi đến kết luận, vậy với x bằng 1 phần 9 thì C nhận giá trị nguyên. Được chưa con? Ok chưa? Rồi. Vậy thì ở đây thì con làm khác thầy một chút thì khác như thế nào? Làm nào để con tìm ra được là C chặn như thế này? Con sẽ cho là C lớn hơn 0 à? C lớn hơn 0 thì chắc chắn rồi, thằng này rất dễ. Còn gì nữa? Nó phải chặn cả đằng trên này nữa. Làm nào để con tìm ra được C nhỏ 5 phần 2? Ờ, con sẽ lấy là... Hay là con chia cả từ cả mẫu cho căn x à? Hay làm nào? Nó sẽ là 5 căn x nhỏ hơn 2,5 nhân mở ngoặc 2 căn x cộng 1 ạ. Như thế nào nhỉ? 5 căn x này nhỏ hơn hoặc bằng cái gì? Nó là chỉ là nhỏ hơn thôi ạ. Ờ, nhỏ hơn cái gì nào? Nói từ đấy nghe xem nào.
Không biết là thầy còn đúng không? Thì cứ nói đi, sai thì phải sửa thôi. Thế còn nếu đúng rồi thì thầy bảo là đúng rồi. Nào. Là nhỏ hơn 2,5 nhân với 2 căn x cộng 1 ạ. 2,5 nhân với 2 căn x cộng 1. Còn gì nữa không? Dạ không. À, thế này thôi gì? Dạ vâng. Suy ra con sẽ là Thế thì C đồng ý, nhỏ đồng hơn ý, đồng ý. Cái này thì không sai. Bởi vì sao? Là con phải diễn giải cho thầy. Thầy đồng ý cái này không sai nhá. Thế nhưng mà con cần phải diễn giải như sau. Nhìn này. Cái này của con ấy là con làm, nhưng mà làm theo kiểu gọi là con cảm nhận được nên con làm ra được điều này. Thì trong bài này thì chính xác. Thế nhưng bây giờ thầy hỏi Vy Anh này, với cái việc thầy trình bày như thế này, con có hoàn toàn hiểu được cái ý tưởng và cái cách xử lý của thầy không? lại có. Vậy thì con nên học theo cái cách này của thầy nhá. Nghe rõ chưa? Bởi vì sao? Cái cách này thì với bài nào con làm cũng được. Thế còn cái cách của con ấy thì không sai đâu, nhưng mà cách của con thì nó hơi miễn cưỡng như thế này một chút này. Con nhìn này. Ta sẽ phải trình bày như này. Ta có 5 căn x thì sẽ nhỏ hơn là 5 căn x cộng với 5 phần 2. Đúng không? Dạ vâng. Thằng này sẽ có phải là tách 5 phần 2 ra ngoài thì con sẽ được nó chính là 2 căn x cộng với 1 không? Dạ, đúng rồi ạ. Và cái thằng 5 phần 2 này nó chính là 2,5 giống như con lúc nãy vừa đọc ấy. Có hiểu không? Dạ. Đấy. Thế như vậy là điều này dẫn tới là 5 căn x của con thì sẽ bé hơn là 2,5 nhân với 2 căn x cộng với 1. Cái này chính là điều mà con vừa nói với thầy. Ok? Vâng. Vậy đến đây suy ra 5 căn x con chia cho 2 căn x cộng với 1 và nó sẽ bé hơn 2,5. Có như này đúng chưa? Không sai. Nhưng mà cách làm này thì nó phải tìm ra được cái con số nào là 5 phần 2 để mục tiêu của là con muốn xuất hiện được viên gạch như này. Của thầy thì cái thằng này thầy sẽ gọi nó là viên gạch, con nhớ chứ? Dạ vâng. Đấy. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta gán nó vào biến thành viên gạch giống như của thầy làm ấy, thì cái cách này đối với bài nào chăng nữa thì con đều xử lý được thành công hết. Bởi vì bằng cách như sau, muốn xuất hiện được viên gạch 2x, 2 căn x cộng 1 ở trên tử, thầy sẽ đặt nó lên trên tử này. Con nhìn cách làm của thầy này. Ở đây là 5 căn x mà muốn muốn biến được cái thằng này, tức là phải nhân thêm 5 phần 2 vào đây đúng không? Vâng. Thế nhưng 5 phần 2 thì nó lại trội lên dương 5 phần 2, vậy trừ 5 phần 2 đi. Vậy cái cách làm này con có hiểu và nó thấy rằng là đơn giản không? Đã có. Đấy, chính là như thế này. Nhớ nhá. Thì tất nhiên là từ giờ đến lúc kết thúc phần căn thức ý, thầy sẽ còn rèn luyện cho con thêm nữa cơ. Nên đừng lo lắng, được chưa? Dạ Ok. Rồi, như vậy là trong buổi hôm nay thì con hiểu hoàn toàn những cái bài thầy đưa ra cái gì? Ok, tốt rồi. Vậy thì thầy sẽ chắc là tối đi. Bởi vì từ giờ cho đến sang tuần sau ấy, là đến tận thứ ba thầy với con mới lại học tiếp đúng không? vâng. Nên nên là thời gian nó khá là dài. Thì thầy sẽ gửi bài tập chắc là trong tối nay hoặc trong ngày mai. Ok? Nhá. Ừ, rồi. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây. Thầy chào tạm biệt con. Chào Nhá. người. Ừ, thầy chào con ạ.